AFC Asian Qualifier Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Amugalat, quả tạt của Amugalat rất hay. Đã và có bàn thắng dẫn trước dành cho đội tuyển Ả Rập Xê Út. Một tình huống phối hợp quá đẳng cấp. Người lập công là Ansari. Một pha phối hợp quá nhịp nhàng đến từ các học trò huấn luyện viên Hever Redat. Thứ bắt nguồn đến từ quả tạt của Amugalat. Và sau đó cầu thủ mang áo số 19 bên phía Ả Rập Xê Út đã có một tình huống giật gót. Nhãn quan tuyệt vời đến từ Alpha Rai. Chúng ta vừa nhắc tới thế trận chặt chẽ của cả hai bên thì một bên đã bất ngờ nổ súng. Đó mới chỉ là cú sút hướng đến khung thành đầu tiên của đội tuyển Ả Rập Xê Út ở trận đấu ngày hôm nay. Và họ đã tận dụng triệt để nó. Ovin. Quả treo bóng của Ovin rất khó chịu. Đây sẽ là cơ hội cho Marvin. Marvin tuyệt vời. 1-0 cho Australia và người mở tỷ số là Marvin. Ngay ở cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay thì Marvin đã mang đến niềm vui cho các cổ động viên của Socceroo. Và nhìn cách mà tiền đạo máu số 11 ăn mừng thì có lẽ là bản thân của Marvin cũng đang có một niềm vui với gia đình của mình. Trận đấu cũng đã kết thúc tại bảng này thì cuộc đại chiến giữa Ả Rập Xê Út và Nhật Bản đã kết thúc. Cơ hội đó là bàn thắng thứ hai dành cho các thủ Australia. Martin Boy là người đã lập công khi mà Socceroo sớm có thêm bàn thắng. Màn dàn xếp quá hay đến từ Tom Rodrick và Adam Tagat. Tiền đạo áo số 9 bị từ chối cơ hội bởi thủ thành bên phía Oman. Nhưng sau đó thì Martin Boy đã có mặt rất đúng lúc đúng chỗ để đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đoàn quân của Graham Arnold. Economides cắn ngang rất hợp lý và đó là bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ Australia. Michel Duc là người đã lập công. Pha dàn xếp cực kỳ bài bản và chính xác đến từ Socceroo. Mọi thứ được xử lý chính xác và gọn gàng. Cú đá đơn giản của Michel Duc. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.